Phong Võ Phong Mơ mến chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình trở lại với vườn nhãn lúc trước có quay á, quay cho quý vị các bạn chị xem nè. Cách đây cũng cỡ 2 tháng rồi các vị, trái nó bự lên gì à, đẹp ha. Quá trời trái luôn quý vị ơi, cái vườn nhãn này trái khủng khiếp luôn, trái sai trái luôn. Chủ nhà hình như không có tiễn để tự nhiên nha. Nó cao hơn chừng 3 mét nữa vậy. Quá trời vườn nhãn luôn, trái xà xuống tới đất luôn, nhất là chỗ này nè, khủng khiếp luôn. Mình quay bằng điện thoại không rõ không nghe quý vị, mong quý vị các bạn chị thông cảm nha. Quá đẹp luôn, trái quằn xào luôn quý vị ơi. Đây là những người bà con đi xa nhìn thấy gợi nhớ đến một quê hương, cây trái bình an nha. Quá trái gì vậy? Cây bên đây thì trái xưa rồi, cây này trái ít hơn. Nó chỉ khu vực ở gần đây là trái nhiều thôi nha. Phía dưới đây là con sông như vậy. Đẹp luôn. Chúc cả nhà vui luôn nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha quý vị.